quý vị và các bạn, sau gần 3 năm tỉnh Hưng Yên được tái lập, huyện Yên Mỹ cùng với các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào được tách ra từ huyện Mỹ Văn. Những năm qua, huyện Yên Mỹ đã khắc phục những khó khăn về kinh tế, cơ sở vật chất và gặt hái được nhiều những thành tựu trên các mặt của đời sống xã hội. Năm 1999, mới tái lập cơ sở hạ tầng của huyện Yên Mỹ còn nghèo nàn, lạc hậu, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 3,2 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo là hơn 11%. Trước những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ đã đoàn kết phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, tạo tiền đề để phát triển kinh tế. Khi mới tái lập, Yên Mỹ chưa có dự án đầu tư, nhưng sau 23 năm tái lập, huyện Yên Mỹ đã có 6 khu công nghiệp là Phú Nuôi A, Phú Nuôi B, khu công nghiệp Dệt May, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Yên Mỹ 2, khu công nghiệp Vigracera. Hàng trăm doanh nghiệp đi vào hoạt động, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng vạn lao động trong và ngoài huyện, hình thành vùng sản xuất lúa chuyên canh cây ăn quả, vùng trồng rau an toàn tại các xã Hòa Long, Việt Cường, Yên Hòa, Yên Phú. Hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt khoảng 11%, thu ngân sách đạt gần 560 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20 lần so với năm 1999. Tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 1,6%, công tác y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Quản lý hành nghề y dược tư nhân được tăng cường, nhất là việc phòng chống dịch bệnh. Sự nghiệp giáo dục có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lượng đào tạo.